Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người không khỏi lo lắng khi phải phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý trước và sau cắt túi mật để có một cuộc phẫu thuật thành công, tránh tuổi to và ngừa biến chứng sau mổ. Khi nào cần cắt túi mật nội soi? Phẫu thuật nội soi cắt túi mật là phương pháp can thiệp ngoại khoa ít gây xâm lấn. Người bệnh có thể ra về sau 1 đến 3 ngày nằm viện với vài lỗ rạch nhỏ bằng đồng su trên bụng. Phẫu thuật này không gây chảy máu nhiều và đau đớn như phương pháp mổ hở. Phẫu thuật cắt túi mật nội soi thường được chỉ định trong các trường hợp. Sỏi có kích thước lớn trên 2,5 cm hoặc trong túi có quá nhiều sỏi, chiếm 2 phần 3 thể tích túi mật. Viêm túi mật tái cấp do sỏi hoặc viêm túi mật mãn tính gây biến chứng. Vôi hóa túi mật, túi mật xứ, thành dày, túi mật mất chức năng. Polyp túi mật có nguy cơ ác tính, kích thước trên 10mm, phát triển nhanh, gây triệu chứng. Lưu ý, một số trường hợp không thể phẫu thuật cắt túi mật nội soi như người bệnh đã từng phẫu thuật hở ở vùng bụng, người bị suy tim, suy hô hấp và rối loạn đông máu. Cần chuẩn bị những gì trước khi phẫu thuật? Trước ngày thực hiện ca mổ, các bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn những điều cần làm như thực hiện các xét nghiệm máu, chụp X quang, siêu âm ổ bụng trước khi tiến hành phẫu thuật, tắm rửa vệ sinh thân thể sạch sẽ bằng xà phòng kháng khuẩn, không ăn hay uống bất cứ thứ gì trong vòng 8 giờ trước khi phẫu thuật. Nếu bạn đang sử dụng thuốc như thuốc chống đông, chống viêm, vitamin hay các sản phẩm hỗ trợ cần thông báo với bác sĩ. giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật cắt túi mật để có thể bình phục một cách nhanh nhất sau so mổ cắt túi mật, người bệnh cần rất lưu ý tới việc chọn thực phẩm ăn uống cũng như cách ngừa biến chứng ngăn sỏi tái phát. Một chế độ dinh dưỡng lành mạnh sau khi cắt túi mật là hết sức cần thiết. Trước hết hãy bắt đầu bằng cách lựa chọn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe tiêu hóa như chứa ít cholesterol, dầu chất xơ hòa tan và không sinh hơi chất béo. Tránh chất béo có nguồn gốc từ động vật như mỡ động vật, nội tạng động vật, các loại sữa béo hoặc sản phẩm từ sữa như phô mai, bơ sữa, sữa nguyên kem, sữa đặc. Hãy lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc thực vật như sữa đậu nành, dầu ô liu, quả bơ, dầu cải, dầu hướng dương. Chất đạm. Tránh những loại thịt có màu đỏ như thịt bò, thịt heo và thay vào đó nên chọn thịt trắng như thịt gà bỏ da, cá, đạm thực vật như đậu hũ, đậu nành chất xơ và vitamin, bổ sung các loại rau xanh và trái cây tươi trong chế độ ăn, tuy nhiên cần bổ sung từ từ, không ăn quá nhiều trong thời gian đầu vì có thể gây chứng bụng sinh hơi. <laughs> ăn uống cần đúng cách. Trong 2 đến 3 ngày đầu tiên chỉ nên ăn thức ăn lỏng dễ tiêu như cháo, súp, nước ép từ trái cây ít ngọt và nước lọc hoặc một chút rau xanh, nên ăn làm nhiều bữa trong ngày, mỗi lần một lượng nhỏ để đảm bảo có đủ dịch mật tiêu hóa thức ăn từ 1 đến 2 tuần tiếp theo. Ở giai đoạn này, chức năng tiêu hóa chưa phục hồi hoàn toàn nên người bệnh vẫn duy trì các thức ăn dễ tiêu như súp, trái cây, cơm mềm, bột yến mạch, thịt gà, cá, ăn thêm chuối nếu có táo bón. 3 tuần tiếp theo sau mổ cắt túi mật bạn có thể chuyển dần sang chế độ ăn đặc với những thực phẩm nhiều chất xơ như trái cây, ngũ cốc, cá, thịt gà nhưng vẫn cần hạn chế thịt bò, thịt lợn. Nguồn chất béo tốt từ hạt lanh, quả bơ, cá cũng rất tốt vì chúng chứa các axit béo không no như omega 3, omega 6. Không sử dụng cà phê, chất kích thích hay đồ chiên xào hoặc gia vị cay như ớt, tỏi, muối tiêu vì chúng có thể khiến bạn đau bụng hoặc làm trầm trọng tình trạng táo bón. kết hợp dùng thảo dược. Ngoài các biện pháp kể trên, sử dụng thảo dược quý như uất kim, chi tử hoàng bá, diệp hạ châu, nhân trần kim tiền thảo, xài hồ, chỉ xác cũng là giải pháp giúp làm giảm các triệu chứng sau cắt túi mật như đau bụng đầy chướng, khó tiêu, cải thiện chức năng tiêu hóa, giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn. Đồng thời đây cũng là giải pháp hiệu quả giúp đẩy lùi nguy cơ tái phát sỏi về sau. Quý vị và các bạn thân mến, 8 phương pháp hiệu quả đẩy lùi nguy cơ đột quỵ não sẽ là nội dung trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào, tạm biệt.